Bom đâu? Thế đây. Nhưng mà tôi chỉ đang là hàng mới về thôi. Thế đây, sao pết lại là như này? Thật, tôi chỉ đang là hàng mới về, rất siêu đẹp thôi. Hàng mới về siêu đẹp. Mọi người phát lại nha, mọi người bảo xem lại với em đi ạ. Không, con điên nhỉ? Để lại tiền tài khoản nó trừ tiền của chị ấy. Em phát lại, lại nha. Nó thương chị mất tiền đấy. Mọi người vào xem lại với em nha, mà mọi người xe ra chị lại giúp em nhá. 5.000 thôi là duy trì được thể. Thế nhất phải rút được 750 chứ. Mua đâu. Nhập số khác. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết với ạ. Em sẽ phát lại livestream mới nhá, mọi người vào xem lại với em đi. Làm gì có chuyện không rút được. Vô lý. Lẻ 30, 40 thì không rút được. Nhưng mà mở cửa. Em phát lại like mới, mọi người vào xem lại với em đi ạ. Mọi người ai đang xem thì comment cho em một cái nhá. Ai đang xem thì mọi người comment cho em biết này. Lên đi chị. Tí nữa nha em sẽ like lên sau nhá. Mọi người đừng rời livestream. Mọi người đừng rời livestream. Tí nữa nha em sẽ like lên đi ạ. Rất là nhiều mẫu nhá. Chào chị Óc Con Lê ạ. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết là đang xem đi ạ. Em phát lại nha, mọi người vào lại với em và mọi người chia sẻ lại livestream giúp em với ạ. Mọi người share livestream giúp em nhá. Ai đang xem thì chấm cho em một cái đi. Em chào chị Nguyễn Ngọc này. Mọi người vào xem lại với em nhá. Sao nó chỉ rút từng này. Sẽ bán tiếp hàng. Phương ơi. Sao em không rút hết? Em không biết, nó không rút được. Em có ghi là nhập số tiền khác không? 750 rút được, chị chắc chắn. 760 không được nhưng 750 rút được. Mọi người ai đang xem thì comment cho em biết đang xem này. Và mọi người xem lại live stream cho em đi ạ. Bảo nó chuyển tiền hàng hết 700 mấy. Áo này nhà em đang xả hàng nhá. Đang sale còn giá là 75k. Em không nhập số khác đúng không? 750 cơ mà. 750 chắc chắn được luôn. Mọi người nhớ áo với năm mặc là đang được. Em cầm thẻ rút 50.000 này. Tôi đi. Tôi đi không có đi đấy. Đang được sale có giá là 75k nhá. Em chào chị. Em hỏi chị chứ em tự tiện như thế. Em chào chị Oanh Hoàng ạ. Mọi người vào xem lại và xem lại livestream cho em này. Mình không dùng thẻ nữa, coi như mình cho nó luôn đấy làm gì. Mà nhá, cô qua đây nhìn cho chị đi. Em đưa thẻ đấy. Lần sau nhá, em làm gì thì em phải hỏi. Đừng có kiểu đấy. Váy sọc đen này là 99k nhá mọi người. Váy sọc đen này có giá 99k nhá. Chất nỉ da cá cực kỳ đẹp luôn. Cam kết chất đẹp luôn cho mọi người này. Đây nhá, chất nỉ da cá cực kỳ đẹp luôn. Giá là 99k. Ok, thẻ nào biến 100.000 tính 100.000 đi. Giá là 99k một cái này. Còn áo ấy đang mặc là đang được sale với giá là 75.000 nhá. Mọi người ai mà lấy thì comment cho em theo đúng cú pháp. Tức là thẻ nó không có rút tiền mà. Cái người kiểu người nhà nước người đi làm người ta có tiền mà. 75k kèm số điện thoại đi ạ. 75.000 người ta cũng không rút đâu. Tức là một thẻ thì yêu còn là 50.000 ở trong này. Nhưng có những bà rút 6, rút bán rút hết rồi. Còn 2-300 mà rút mệt. Váy sọc đen này dưới 60 cân đổ lại nhá. Bởi vì nó là dáng suông ạ. Nó là dáng suông rất là dễ mặc luôn. Nói chung mọi người béo hay gầy đều bạc ok hết thôi. Giá là 99k nhá. Dưới 60 cân đổ lại. Áo ấy nam mặc dưới 58 cân nhá. Áo ấy nam mặc dưới 58 cân chân nỉ da cá này. Chị My em ơi, chị mà lấy thì chị comment cho em theo đúng cú pháp nhá. Váy là 99.000 còn áo là 75.000 nhá. Áo là 75, chị cứ comment bán cho hàng em luôn theo đi, đúng cú pháp. Không phải chơi game nào. Nhá mọi người ơi, mọi người comment cho em theo đúng cú pháp này. Áo kẻ này đang được sale quá rẻ luôn với giá là 75.000 một cái. Mọi người lấy các mình là 75k kèm số điện thoại. Bầu lớn thì em sợ không vừa rồi chị ạ. Đây nhá, váy này nhá. Chất nỉ dày dặn cực kỳ đẹp luôn đấy mọi người ạ. Giá chỉ với 99k một cái váy thôi, quá là rẻ. Mọi người cứ yên tâm, mọi người cứ thu mua thử một cái của nhà em về mặc đi ạ. Nhà em cam kết chất lượng cho mọi người nhá. Chị My em lấy một váy một áo này. Chị My em lấy một váy một áo để lại số điện thoại. Váy gì? Váy này. Váy 99k nhá, màu đen. Tôi là màu đen. Một áo bà mặc à? Với là một áo tôi mặc này. Áo sọc của em đang mặc có giá là 75.000 nhá. Đang được sale, mọi người không thể nào mà mua được một cái áo nỉ với giá này luôn đâu ạ. Mọi người biết ta, mọi người cứ chị Ngọc Minh lấy một cái áo sọc ạ. Áo này xít cùng vào các
Bảo bác Trinh chọn thêm. Áo này 75k nhá mọi người, gộp đơn cho em nhá. Mọi người lấy cho mọi người ship thêm một cái áo, chọn thêm một cái áo nữa để nhà em ship đi. Bởi vì một cái chỉ với giá 75.000 thôi ạ. 75k một cái, ai lấy thì chốt cho em này. Chị Ngọc Lan mà lấy áo này thì để lại cho em xin số điện thoại này. Mọi người lấy comment cho em theo đúng cú pháp nhá. Áo này là 75k thì mọi người comment cho em là 75k kèm số điện thoại. Nếu mà không có số điện thoại thì nhà em sẽ không chốt đơn được đâu ạ. Có thấy Ngọc Lan nhá, chị Ngọc Lan để lại cho em số điện thoại đi ạ. Đây nhá, đằng sau này. Lần trước có thể có ai lai ấy, được mấy người xem. Nhận sắp bán ra nhiều ấy. Thì đấy, tôi hôm qua tôi lên, tôi kéo lên 180 người xem bán được bao nhiêu. Bán nhanh lắm, có tiếng rưỡi. Cho em và áo với váy sọc. Mọi người ơi, mọi người comment cho em theo đúng cú pháp. Mọi người đừng comment là Trần Điền Nhi mà lấy để lại số điện thoại nhá. Một áo một váy này, áo giá 75, váy giá 99 nhá. Mọi người váy thì comment kèm cả màu. Mọi người nhớ để lại cho em cả số điện thoại nhá, không thì nhanh sẽ không chốt đơn được đâu. Ngọc Lan lấy áo 75k. Ok này, Ngọc Lan lấy áo 75k này. Váy này có cả màu trắng nữa nhá. Có Ngọc Lan kẻ đâu, trắng Trần nữa đã ghi đâu. Váy này có kẻ trắng nữa nha. Có thấy chị lụa lam, có thấy chị lụa lam nhá mọi người ơi. Áo em đang mặc hiện tại chỉ còn tầm 5-6 cái. Mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em này. 75.000 nhá, chất cực đây, kỳ đẹp. Đây, em cho mọi người xem lại chất nhá. Cho ai chia sẻ live stream nhá. Đây, quá đẹp luôn này. Chị Ốc con Lê đổi đầu số kìa. Mọi người ai mua hàng thì nhớ là share live stream giúp em nhá. Bởi vì nhà em đang bán với giá tri ân rồi đấy ạ. Thế nên mọi người phải share live stream thì mới được với giá này thôi nhá. Mọi người mua luôn ở trên live thì mới được giá này. Chứ tắt live đi thì nhà em sẽ về giá ban đầu nhá. Hiện tại là đang được sale ở trên live với giá là 75k một cái thôi ạ. Mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em là 75k kèm số điện thoại nhá. 75k kèm số điện thoại, mẫu này thì tầm dưới 58 cân đổ lại. À, có mẫu khác nhá. Mẫu khác. Trần Điến Nhi không lấy đúng không em? Trần Điến Nhi lấy một áo này chứ không lấy váy đúng không em ơi? Trần Điến Nhi chỉ lấy áo không lấy váy đúng không? Cái váy 99.000 có hai màu hết, bà dơ lại hai màu đi. Đây nhá, màu đen này em sẽ dơ lại màu trắng cho mọi người xem nhá. Có màu trắng và màu đen, giá là 99.000. Cái váy đẹp lắm, cái mẫu đấy thì bán được nhiều lắm rồi. Chất nỉ cực kỳ thích luôn ý, mọi người sờ vào chất nỉ cực kỳ thích luôn. Cái này là váy nỉ mũ nhá. Váy nỉ mũ, có hai màu. Nhanh. Hai màu trắng đen với giá là 99.000 này. Đây ạ, à, màu trắng đấy nhá. Mà chung màu nào cũng cực kỳ xinh luôn. Mọi người thích màu nào thì mọi người lấy. Bởi vì màu nào cũng cực kỳ đẹp. Giá là 99k một cái này. Mẫu này dưới 60 cân đổ lại nhá. Dáng suông nói chung là rất là dễ mặc đấy ạ. Bầu bí cũng có thể bon chen được nhá. Nguyễn Huyền lấy váy 99k trắng thì để lại số cho mình nhá. Bầu bí bon chen được, mọi người các mình nhớ để lại số điện thoại cho em với ạ. Màu trắng này. Mã số kèm số lên điện thoại cho em nhá. Mã số kèm số điện thoại. Nguyễn Huyền để số cho mình nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn này. Chất dày dặn lắm mọi người ạ. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn nhá. Sắp lạnh rồi mọi người mua đi, mọi người mua mặc thời tiết. Mặc mùa này chuẩn luôn ấy. Chuẩn luôn, quá đẹp luôn nhá. Các bạn Yến đi Trần, em chỉ lấy áo đúng không? Trả lời hộ chị một cái. Khổ lắm. Trắng đen này, 99k nhá. Trả lời lại hộ chị với. Béo gầy mặc lên dáng đều đẹp luôn nhá. Cam kết luôn bởi vì cái này rất là dễ mặc. Bởi vì cái dáng này rất là dễ mặc nhá. Béo gầy mặc đều ok hết. Cam kết luôn bởi vì dáng suông. Nếu mà béo thì nó sẽ giấu người đi, còn gầy thì nó sẽ kiểu không nhìn thấy mình gầy đâu bởi vì nó dáng suông. Bảo Ân lấy váy sọc đen này, 99k này. Có lấy váy. Trần Điến Nhi em comment kèm cả màu đi em ơi. Trần Điến Nhi lấy kèm đen, màu. Lấy đen hay đen, trắng. Đen hay đen, trắng. Đen hoặc trắng này. Đen nhá, đây là đen này. Bạn lấy màu áo chữ kia đi. Mặc á? Ờ. Đen và trắng nhá, cái áo ấy đang mặc này 75k nhá. Mọi người mà không chốt trên live thì chỉ có tiếc thôi. Bởi vì trên live nhà em mới sale với giá này thôi nhá. Tắt live đi thì sẽ là một cái giá khác rồi. Thế nên mọi người chốt nhanh cho em này. 75k kèm số điện thoại. Chân váy này nhưng mà còn toàn size L luôn. 75k. Size L rộng lắm đấy. Này, thì bà kèm đi. Mình kể đen nhé, Huyền Phạm kìa. Mặc cái này về áo. Huyền Phạm, cái áo kia kìa, không cái áo màu đen kìa. Bá cho tôi một tập váy kẻ nữa. Ờ, kẻ màu gì trên kẻ em màu đen. Từ từ nhá. Ghi đến ai rồi? Huyền Phạm màu gì? Huyền Phạm kẻ đen.
Chờ em một chút này, em qua mẫu này. Còn đúng mực đúng thật. Huyền Phạm kẻ đen này. Huyền Phạm có đơn chưa? Trần Yến Nhi chưa con lên màu à? Trần Yến Nhi chưa, không bảo em con đấy. Sọc tối à? Chắc là lấy đen đấy. Trần Yến Nhi sọc đen này. Nguyễn Huyền có váy kẻ chưa? Sọc trắng. Nguyễn Huyền lấy sọc. Bảo Hân chưa? Bảo Hân đen chưa? Lan Anh chân đen. Chị Huyền Phạm lấy màu, lấy màu gì hôm nay lọc, hôm nay nhiều chị Huyền đấy nhỉ? Chị Huyền Phạm lấy màu gì chị Huyền Phạm ơi? Kèm màu cho em nhá. Em chốt đơn chị Hoa Nguyên chưa? Không, chốt đơn chưa ấy, Hoa Nguyên này này. Bạn mở đơn trước chưa chốt một đơn, qua của bạn cũng nhiều ấy, chốt đi. Ờ, như đơn của bạn nhiều lắm đấy, hôm qua nhiều mà hôm trước vẫn là bạn có đơn, rất là nhiều lắm đấy. Nhanh nhanh Hà ơi. Thi Dương Nguyên nghỉ một cái, gửi luôn cho mình nha, kìa chị Nguyên Hoa kìa. Đây này. Ơi em qua mẫu mẫu áo phông nhá, áo phông chữ này. Áo phông chữ dài tay nhá. Đây ạ. Ồ, cái này xinh lắm. Cái này chất kiểu chất gọi là chất gì nhỉ? Không biết tả là chất gì luôn đấy ạ. Em cho người xem gần chất nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Phường lại cộng size đây nhé, chất đẹp lắm ấy ạ, chất co giãn rất là đẹp luôn nhá. Nói chung là thế này cũng dày dặn chứ không phải loại không phải là kiểu giấy đâu nhá, cái này không phải là phong giấy đâu, cái này chất cũng kiểu len len kiểu gì á. Đây là mẫu mới về nhá mọi người, mẫu mới về này. Bà Phương chị thật mày xinh dáng với cả cái váy nam mặc nhá, váy nam mặc này là váy dáng chữ A, cái này là hàng made in Việt Nam nhá. Made in Việt Nam giá là 89k một cái chân váy này. Ở bên trong có quần bên trong nhá. Đây, ở bên trong có quần, thế mọi người mặc thoải mái luôn. Mọi người mặc không sợ lộ luôn. À bà mặc 85 gì? Cái này size. Và chân váy còn size gì? Còn size L thôi. S này. Đâu? S đâu? Ờ còn S và L. Mặc chân váy còn S với cả L nhá mọi người. Chân váy còn size S với L. Hàng Việt Nam xuất khẩu nhá, chắc cực kỳ đẹp luôn này. Áo em đang mặc là 85.000 một cái nhá. 85.000 một cái. Ở phần tay có bo nhá, thế nên là mọi người kiểu không sợ bị thùng thình tay đâu. Giá là 85.000 một cái này. Ai lấy thì chốt cho em này, em đứng gần cho người xem này. Em đây nhá, phong chữ này. Nó chỉ ghi biểu ngày hôm nay xinh thôi. Lắm. Nó không hỏi khách còn 58 cân chị mặc size L cho em nhá. Kiều Nguyên lấy một sân vải S này. Chị 58 cân chị mặc size L cho em này. Im. Kiều Nguyên S, từ từ đừng nói vào đây chị nhầm ấy. Kiều Nguyên chân vải S chưa? Đằng sau này. Nguyễn Ái Linh chân vải S có quần đúng không? Chị Huyền Phạm lấy 99k màu kẻ đen váy. Huyền Phạm kéo lên cơ. Áo này mặc chất thích cực. Mọi người cứ tin em, mọi người cứ lấy về mua về một cái mà xem. Chất thích lắm Huyền luôn ý. Em đi chị Huyền Phạm chưa? Mà dáng kiểu như này này. Tao bảo chưa? Mọi người có thể sơ vin hoặc là để suông. Lan Anh chân chưa? Sơ vin cũng đẹp mọi người ạ. Sơ vin hoặc để suông đều đẹp luôn nhá. Kiều Nguyên rồi à? Lê Yến một áo 85 cho chị. Lê Yến chưa để số à? Lê Yến một áo 85 này. Mọi người sơ vi chân váy hoặc là để suông cũng đẹp. Nói chung là mặc cái gì cũng chị đẹp. Chị Kiều Nguyên một áo màu đen nữa. Ok chị này 85 nghìn này. Của mọi người. Kiều Nguyên một áo đen nhá. Kiều Nguyên này. Của mọi người nha. Em cho chị Lê Yến rồi, chị Huyên bui ơi, chị kèm size gì đi ạ? Chân váy còn S với L nhá mọi người. Mệt quá em ơi. Ok nhá. Lần sau em cho kia cho chị với. Trần Yến Nhi đổi cái váy kể ra lấy cái này đấy. Nhưng mà chị Huyên mua chị lấy size gì ạ? Sơ vi này. Áo này là 85.000 nhá mọi người, chất cực thích luôn, cam nói chung là cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Chất thích lắm. Chị Huyên mua kèm cả size cho em với. Chân váy nhá, chân váy hiện tại số lượng còn rất ít mọi người ạ. Mỗi size chỉ còn tầm mấy chiếc thôi nhá. Mỗi size còn mấy chiếc thôi ạ. 55 cân mặc size L cho thoải mái chị ạ. Mặc L đúng rồi, mặc L cho thoải mái chị. 55 cân chị mặc L thoải mái bởi vì cái này nó cũng xem nhau thôi. Với cả cái chất này cũng co giãn nhá. Co giãn đi. Chân này co giãn, thế nên mọi người mặc rất là dễ Lan luôn. Lan anh chân có chân váy size L chưa? Đây, Lan chân này. Nhá, áo mọi người có thể sơ bi như thế này này, hoặc mọi người có thể để suông chị nhá. Lấy size L đi cho thoải mái chị ơi. Đàm Hồng Liên lấy chân váy L. Chân váy cũng sắp hết rồi mọi người ạ, mọi người ai lấy thì comment nhanh tay cho em nhá. Chân váy cũng sắp hết rồi đấy ạ. Đây. Đàm Hồng Liên chị Huyên bui rồi, ok rồi.
Mọi người ai lấy này áo nhá, cho mọi người xem lại gần chất quá đẹp luôn này. Cái áo thì free size bạn ơi. Áo free size nhá, bởi vì cái này cũng chất co giãn 4 chiều ấy. Thế nên là dưới 60 cân đổ lại cho em nhá. Dưới 60 cân đổ lại cho em này. Dễ mặc, mặc xinh. Em cho chị Huyên bùi rồi, chị Ngọc bù. Ngọc bù một cái áo à? Mọi người mặc với là chân váy hoặc là quần sóc rồi. Cho bạn ấy xem lại đằng sau chân váy đấy. Đây là bạn ấy đang phải kẹp, bạn ấy mặc size em mặc size L. L đấy. Tưởng là hết, tưởng hết hết, bạn mặc size L bạn phải kẹp bên này. Đang mặc size L mọi người. Đằng sau nói chung là nó có quần mà, quần là quần loại chất dày nhá. Đây tao. Cái này cái chất umi. Quần chất rất là dày. Đây. Chân váy đây. Cái quần loại loại chất dày như này này, như quần đùi luôn. Chứ không phải cái quần mỏng mỏng đâu nhá. Cái này là quần váy mọi người ạ, cái này phải nói là quần váy. Em kể chứ không phải là kiểu chân váy mà có một cái lớp lót mỏng dính bên trong đâu. Mà đây là quần váy nhá. Bởi vì đây hàng made in Việt Nam, nói chung là cam kết thôi, em chỉ biết cam kết chất đẹp cho mọi người thôi. Mọi người cứ nhận hàng rồi biết. Chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Hai bộ xả bộ này đi. À thôi bà mặc cái đấy khoác luôn này. Màu đấy còn một, màu này còn một nhá. Thôi hết rồi. Em mặc cho em mặc cái mẫu vest nhá. Cái gì kìa? Mẫu áo vest nâu này. Còn một cái nhá, với cả màu cam. Đây. Mỗi màu còn một cái này. Mỗi màu còn một cái. Em một size L Thu Huyền. Thu Huyền L. Mông 100 mặc vừa L không? Đấy cho mặc chị cái này chất co giãn em. Em ngay bán cái này cho em các chị. Em không biết được chị bao nhiêu cân à? Chị bao nhiêu cân nhỉ? Không, cái áo này này. Áo vest nhá. Áo vest mỗi màu còn một cái này. Cái áo dạ đỏ có bông bông và nâu với cả cam nhá mọi người. Có quả bông ấy. Chỗ làm phong này rất là to. Nâu với cam. Hàn Quốc nhưng bạn quay vào phong này cứ mặc được đúng không? Đấy các chị cứ thích thì chị mặc đẹp. Chốt về rồi lại bảo rộng. Chị mặc cái áo đấy là form hàng như thế mà. Chị đã nói rõ là form Hàn Quốc rồi. Mặc lên cho bà em. Ơi. 5 tạp cơ mà mông 100 thì chắc không vừa nhỉ. Mông 100. Mông kinh tế. Liên ơi, Liên không vừa đâu Liên ạ. Mông 100 thì chắc không vừa đâu. Bạn bảo mông 100. Thế hủy đơn bạn ra đi. 158 cân. Cái áo của bà đang mặc á? Áo đang mặc 135.000. Áo đang mặc 135k này. Áo vest free size chị ơi. Đây nhá, đằng sau này. Mọi người mặc với cả quần hoặc là chân váy đều ok hết nhá. Giá là 135.000 một cái này. Ai lấy chốt cho em là 135 kèm số điện thoại. Đây nhá, xinh lắm mọi người ạ. Mặc cái này kiểu lịch sự, mọi người đi làm đi chơi đều ok hết đi. Đi làm hay đi chơi đều ok nhá. Giá là 135k. Có duy nhất một cái thôi, màu này cực kỳ tây luôn này. Màu này cực kỳ tây luôn nhá. Giá là 135.000 này. Áo vest này tầm dưới 56 cân đổ lại. 55 cân thôi. Áo này tầm 55 cân đổ lại nhá. Áo vest 54 cân đổ lại. Giá là 135k. Ai lấy chốt cho em là 135 kèm số điện thoại. Cái gì anh? 135 kèm số điện thoại này. Hoa sen ạ, vàng vàng đấy. Hoa sen ạ. Vàng vàng anh lấy chút em gọi cho anh. 135.000 nhá mọi người. Phương Minh anh ghi ra. 0165. Thì cái này đây. Ơ, cái gì là ghi lên mời. 0165 5577. Ok này, có màu này nữa này. Bà chốt cái này cho chị ốc con. Ốc con lê này. Chốt cho chị ốc con lê này. Ốc con lê 135.000 này. Màu cam đấy nha mọi người. 0165 5577 chưa? Em mặc luôn một cái màu cam nhá. Chỉ còn một cái thôi em sẽ khoác luôn cho mọi người này. Cái này là khoác không hả bà? Đúng không? Quê đấy nhỉ? Sen của sổ mà làm mệt. Đây. Đây là khoác không quy mà. Đây từ 1, 2. Áo này không có khuy nhé. Cái áo vừa rồi có khuy mà. À, còn áo nỉ đen. Cái nâu không rồi chị có khuy nhỉ. Đúng không? Cái của chị ốc có lê. Cái áo mà kẻ đen đợt trước ý. Áo nỉ kẻ đen mà kiểu giống váy đúng không? Thì còn đấy. Còn 1, 2 cái. Còn nó đấy chị hết rồi sao đấy. Đây là váy mà. À đây bảo chị còn đúng một cái. Đây chị ơi còn đúng một cái này. Áo này 89k đó, nhá. Lấy thì báo luôn còn đúng một cái. Áo này 89k này. 2 cái này. Còn 2 cái. Áo thì kẻ 89k, ai lấy thì chốt cho em 89k kẻ kèm số điện thoại này. Áo phông này. Kẻ kèm số điện thoại mọi người ơi, 89.000 nhá, còn duy nhất 2 cái thôi. Hàng sẽ không về nữa đâu ạ. Thì bà thế nên là ai chưa mua đó. Nhanh thì mua. Thì này còn một tập. Ai chưa mua được thì mua nhanh đi ạ. 89k còn 2 cái này. Ai lấy comment là 89k qua mẫu đi hả ơi.
áo này có ai chốt không? Màu này có ai chốt không? 135.000. Chân váy còn size L Lê Yến ơi. Chân váy còn. Ok, hủy hủy đâu bạn kia chưa? Bạn kia hủy cái size L ấy. Bạn gì mà mông mông một mông 100 ấy. Đây nhá, cái này là 135k, màu cam rất là đẹp luôn nhá. Tức là em lấy hai cái chân váy size L ở Huyền. Áo nỉ sọc trắng còn đây đang sale 775.000 kia kìa. Em lấy size L nhé, Lê Yến lấy một chân váy size L. Đây nhá, áo nỉ sọc trắng này vẫn còn, mọi người mua trên like sẽ được với giá là 75k này. Giá ở trên like là 75.000 này, đây nhá. Size L còn đúng một cái hàng đang mặc hay sao ấy? Sọc trắng 75k. Không, chị đang hỏi Thu Huyền cơ. Ai lấy chốt là 75k kèm số điện thoại cho em ạ. Một chân váy L và một áo, ok này, áo 89 đúng không? Thu Huyền đang có một chân váy L à? Một cái áo 89. Ai lấy chốt cho em là 75k kèm okay, số. Ok, chốt cho Lê Yến một cái chân váy size L là cái hàng đang mặc nhá, okay, hết hàng luôn nhá. Hết chân váy L. Hiện tại chân váy chỉ còn size S thôi nha mọi người. Áo 89. Lê Dòng Xúc ghi ở gộp đơn cho chị nhá. Lê Dòng Xúc một cái áo 89 đấy. Ai lấy cái áo kẻ này ạ, mọi người comment cho em là 75k kèm số điện thoại cho em nhá. Mọi người phải kèm đây, số điện thoại cho em để chốt nhanh một, này. Còn một cái chân váy size L ấy. Lan Anh Chân một cái áo 75 này. Còn một chân váy size L nha mọi người ơi. Ngọc Bù một cái áo 75k dồn đơn. Cẩm Hồng một cái áo 75k dồn đơn. Chân nỉ này, đây nhá, chân nỉ này. Tang Zara chân nỉ cực kỳ đẹp luôn. Cẩm Hồng nhá. Cẩm Hồng có đơn giữ hay sao ấy? Ok ok, Minh Bẹp chờ chị một tí. Ngọc Ánh ơi, chấm inbox lên cho chị nhá. Xong rồi Lâm Lan em vứt một cái laptop cho chị có ý chắc cho. Ai lấy cái kẻ này comment nốt cho em này, mọi người không mua chỉ có tiếc thôi bởi vì em chỉ sell trên live này thôi nhá. Chỉ sell ở trên live thôi, mọi người mua thì mọi người comment nhanh. Bởi vì nếu mà tắt live đi thì mọi người sẽ không bao giờ mua được cái giá 75k đâu ạ. Mình một chân váy L là còn đúng một cái ơi, chị vừa cầm ở đâu nhỉ? Anh làm bà vứt rồi, bà lấy cả tôi đây. Chân váy L của chị Kim chi một. Có ai lấy áo không ạ? Trần Thị Ngọc Anh chấm inbox nha em nhá. 75k này. Có ai lấy cái áo vest hay đang mặc không nhá? 135.000. Áo này bà vừa cầm một cái đúng không? Đây. Này. Ừ. 135k áo vest đang mặc này. Đi đâu là 65.000 nhá, Trần. Trần Thị Ngọc Anh. Em sẽ mọi người nhìn lại dáng áo ấy đang mặc nhá, sẽ qua mẫu khác này. Dáng áo ấy đang mặc nhá, áo chữ cái này không phải chất phông giấy đâu nhá. Cái này chất kiểu len len kiểu gì, nói chung là chất rất là đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái chữ này của nó cũng rất là nét luôn. Giá là 85.000 một cái này. Mọi người ai lấy cái mẫu này thì chốt nốt cho em đi, em sẽ qua mẫu khác nhá. Ai lấy cái áo này thì chốt nốt cho em là 85k kèm số điện thoại này. 85.000 kèm số điện thoại nhá, mọi người có thể sơ vin cũng rất là đẹp luôn. Với cả cái chân váy đang mặc có size còn size S nhá. Chân váy chữ A còn size S này, ai lấy thì chốt nốt này. Lấy luôn một tập đấy ở trên. Mặc váy xòe. Mặc chân váy xòe đi để xong mặc len luôn. Mặc cái bà vứt cho tôi một tập cái nỉ để xuống nhá. Nỉ đấy ở đâu ấy? Trước mặt em thôi nào. Trước mặt em. Em chào chị My Nguyệt. Ừ, đúng không? Chân váy giá 85.000 à? Chân váy 89 nhá. Chân váy 89.000 có quần trong nhá, nhưng mà chỉ có size S thôi ạ. Đây này, quần nó dày luôn ấy ạ. Đây cái này hết rồi, còn mỗi size S thôi, chân váy chỉ còn S thôi, size L em hết rồi. Size M cũng hết luôn. Này chị áo. Có những cái gì phải check nhỉ? Ngồi làm luôn cho xong. Bây giờ chị tìm điện thoại không thấy. Hà ơi, nhanh lên. Xong rồi em ơi, lấy cho Hà cái áo màu đen của chị đi. Để Hà mặc bên trong, để mặc... Không phải là ôm nhỉ? Cái đấy cởi ra là vẫn bị... lên. Nếu mà ôm thì bà mặc áo phông sơ vin nào. Đưa lên nhanh đi. Qua mẫu áo chữ nhật 89 nhá. Qua mẫu áo nhật ạ. Áo cờ nhật này, đây nhá. Đây ạ, áo cờ nhật rất là đẹp luôn. Áo nỉ này có giá 89.000 một cái này. Chỉ có duy nhất màu đen thôi ạ. Có duy nhất màu đen nhá, chân nỉ thua chân nỉ nhà em. Cái nỉ, áo nỉ nào nhà em ạ thì cũng chất đều đẹp luôn nhá. Chân váy size S 46 cân vừa chị ạ. Size S 46 cân vừa nhá. Size S 46 cân vừa luôn này, bởi vì chất co giãn ý, thế nên mọi người mặc yên tâm. Không hề sợ kiểu chật hoặc rộng đâu. Bởi vì chân váy rất là co giãn. Áo nỉ đang mặc có giá là 89.000 này. 85 85k áo kẻ đen là cái gì đấy?
85.000. Chỉ có áo chữ 85.000 thôi mà nhỉ. Đây á, không phải kể đâu, chữ đấy chị ơi. Cái áo vừa nãy bạn mẫu mặc là áo chữ nhá. Lan Anh Trần là một cái sọc trắng và một cái chân váy size L. Mọi người ơi, cái này là thêu nhá. Cái này là thêu rất là đẹp luôn, kiểu sắc nét luôn nhá, không phải là cái loại in mà dễ bong đâu ạ. Cái chữ này là thêu này, cờ cũng thêu, nói chung là chữ thêu hết nhá. Không tắt chuột cho chị. Giá là 89.000 một cái này. Chị về vẫn chuột mọi người lấy thì chốt cho em là 89k lên. Kèm số điện thoại cho em này. 89k kèm số điện thoại nhá. Đây ạ, mẫu này dưới 58 cân đổ lại. Mẫu này 58 cân đổ lại mặc vừa nhá. Mẫu 48 cân nha em nhá. Lên dáng cực kỳ xinh luôn. Bạn mẫu mặc vẫn đang hơi rộng nhưng mà form này phải mặc rộng mới đẹp. Form này nỉ thì mọi người phải mặc kiểu thụng thụng một tí mới đẹp. Chứ mọi người nỉ mà mặc ôm mình không đẹp mấy đâu. Đây ạ, mọi người thấy không? Mặc kiểu thụng thụng một tí rất là đẹp. Chân váy hết size của chị rồi. Không phải cái áo kẻ ngang còn hai cái trước đó nữa à? Áo kẻ ngang là 89 mà nhỉ? Áo kẻ này sao hết rồi? À, áo này 89.000 nhưng mà hết rồi ạ. Có ai thích mẫu này không ạ? Nói chung là mặc rất là dễ mặc luôn. Hàng xún lấy chân váy gì đấy? Thêu cực kỳ đẹp. Mọi người họa tiết này cũng xinh cực mọi người ạ. 89k hàng nhá. Hàng xún cục lên giày dép à? 89k kèm số điện thoại này. Đi. Chân nỉ rất là đẹp luôn. Váy đi em chị em chốt thêm ít. Mặc len đi. Sắp đến giờ đi. 975856 á. Mọi người thích không len thôi sẽ qua, em sẽ mặc len cho mọi người nhá. Em sẽ qua mẫu len cho mọi người nhá, mọi người thích xem len không ạ? 0974856440. Được rồi, bà anh từ chờ một tí. Anh đợi một chút nhá. Anh đợi một chút. Mọi người thích len không nhỉ? Em sẽ qua len cho mọi người nhá. Mọi người ai muốn xem len thì chấm cho em một cái đi ạ. Mọi người ai muốn xem len thì chấm cho em một cái đi, em sẽ qua len cho mọi người này. Mặc phong kẻ á. Mặc cái phong kẻ sơ vin nhá. Để bà mặc cái phong chữ này. Phong này nó cũng mỏng đúng không? Cổ cao không? Ý tôi chỉ sợ cổ. Bà nhanh lên cho khách xem, bây giờ bà mặc cái gì cũng được, để mặc đồ vào bà mặc cái gì cũng được. Quay cứ đơ chậm mãi. Quay bây giờ làm gì, quay nhanh lên. Alo, chị Nguyễn Sen đúng không ạ? Chị ơi, sao chị không nghe điện thoại nhận hàng bên em ạ? Em sẽ mặc len cho mọi người nhé, mọi người em. Cái gì hả chị? Đây nha, em sẽ mặc len cho chị mọi người này. Chị chặn nhầm á? Mặc len cho mọi người này. Tức là bây giờ chị có lấy hàng bên em đúng không ạ? Alo? Cái gì ấy xinh phết này. Alo? Em sẽ mặc cho mọi người nhé, mọi người à. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi nè. Để tối về chị hỏi cái gì, bây giờ chị đặt hàng bên em, chị không có trách nhiệm gì hả chị? Chị hỏi ai, chị đặt hàng chị phải lấy chứ làm sao nữa. Áo nỉ tay hoa nhá. Còn nếu mà chị không lấy chị phải thanh toán cước cho bên em chứ. Chắc dày lắm luôn. Chị hỏi ai không biết nữa. Tức là em là con của mẹ Sen à? Em cho chị số mẹ em nhá. Em đọc số mẹ em luôn cho đây chị nhá. Mẫu áo nỉ này, đây là hàng si nhá mọi người. Được. Hàng si tuyển chọn. Em sẽ bắt đầu qua mẫu len. Ok em ơi, chị đang gọi vào số đấy đây em. Thế bây giờ tóm lại là bây giờ như nào? Tóm lại là mẹ em và em có nhận hàng không? Hay là như thế nào? Cái số điện thoại này là số điện thoại của mẹ em. Và em là người đang cầm, đúng không? Đây, cái này là chất nỉ dày dặn lắm. Thế sao em nghe máy? Chị Lê Yến, áo 89k chốt chị chưa? Tóm lại bây giờ lằng nhằng quá, bây giờ chị... mẹ em không dùng điện thoại em. Chị Lê Yến ơi, chị chỉ có một chân váy size L thôi ạ. Cái số điện thoại mẹ em đâu? Tức là mẹ em để quên điện thoại ở nhà đúng không? Tức là không được mang điện thoại. Thế bây giờ em bảo mẹ em ý là trong ngày hôm nay về liên lạc lại với bên chị để giải quyết. 89k như hết rồi ạ. Ừ rồi, ok, nhớ bảo áo này một size nhá. Áo này là hàng si, chỉ có duy nhất một cái thôi mọi người ạ. Chị đi làm nhà máy không cầm điện thoại theo. Mẫu này dưới 55 cân đổ lại nhá, cái này bao nhiêu mẫu ơi? 130.000. Cái này đẹp đẹp lắm luôn nhá, chất cực kỳ đẹp luôn, 130k này. Chỉ có một cái thôi nhá, đây là hàng tuyển chọn, mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái thôi.
chị không thể hiểu nổi là kiểu gì. Một áo 89 là... Chị Lê Yến ơi, áo 89 kẻ nhà em hết rồi chị ạ. Xem còn không? Có khi nó lẫn đấy chứ. Đây là váy đúng không? Nhìn là biết. Chân váy có quần trong nhá, nhưng mà hiện tại chân váy nhà em chỉ có size S thôi. Chân váy hiện tại nhá chỉ có size S thôi nhá. Áo này 130.000 này. Ai lấy chốt cho em 130 kèm số điện thoại. 130k nhá, hoa cực kỳ đẹp luôn này. Hoa rất là đẹp luôn, 130k. Một áo 89, ok, Lê Yến lấy một áo chữ Hàn. À ờ, quên. Áo chữ Hàn. Áo chữ Hàn. Ok chị, áo chữ Nhật. Lấy cái áo vào. Ô, áo chữ Hàn, áo chữ Nhật màu đen. Áo chữ Nhật với áo chữ Hàn. Em lấy màu vàng hay màu đen? Đây cái áo cờ đúng không? Đây gọi là áo cờ. Áo cờ Nhật. Áo cờ Hàn à? Thứ tử Nhật. Chị áo con Lê lấy áo mẫu, áo mẫu này, ok này, qua mẫu luôn nhá. Chị áo con Lê lấy một cái áo mẫu đang mặc này. Xinh lắm. Đấy là bóc bọc len đi, bọc váy váy len đi. Ừ. Mọi người lên xe cái bọc len này nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Em ở kia có thì cũng mặc luôn đi, hôm qua tôi bóc nhiều cái chưa mặc đâu, toàn cái mới. Mặc cái nỉ nùng các thứ cũng được. Cứ mặc thôi nhá. Ờ, cứ mặc thôi. Em sẽ qua từng mẫu một nhá mọi người. Chị chỉ mặc được size L thôi, nhưng mà size L em đang hết rồi. Qua từng mẫu một cho mọi người nhá, một cái váy len nhá, váy len này hơi ôm này. Em gọi lại cho anh xin đi, bảo anh là từ giờ, bảo anh ấy lưu đơn đi. Bởi vì khách đang đi làm, con cầm điện thoại. Và mình lên làm xong mình sẽ nhắn tin lại. Đây nhá, một cái váy màu xanh lá cổ 3 phân nhá. Cổ 3 phân. Nghe giọng cũng biết là con trai con gái luôn ấy. Cái này mà tầm mét năm mấy ạ thì mặt sẽ không bị ngắn đâu nhá. Em là em cao 1m6. Em cao 1m6 này, váy màu xanh lá đậm nhá. Em là bao nhiêu ạ? Váy màu xanh lá đậm này. Bán vào lưu đơn một ngày. Không, bán lưu đơn 2 ngày mà. Không, im mai hai anh sẽ phát. Ừ. Váy len à? 130. Váy len này cũng 130k luôn này. Đây nhá, chất len này, chất lên quá đẹp luôn mọi người ạ. Màu này cũng rất là đẹp nhá, chất len rất là đẹp luôn này. Giá là 130.000. Như nào em báo một cơ. 130.000 này. Ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại nhá. 130k kèm số điện thoại. Mọi người chốt là 130k xanh kèm số điện thoại cho em ạ. 130k xanh. Có váy dài qua gối chị ơi. 130k xanh kèm số điện thoại nhá. Thay luôn bà ơi. Cứ thay đi, cứ mặc liên tục đi. Để qua tiếp mẫu khác luôn này. Con xanh này đẹp nhở? Chất đẹp. Màu. Đây mặc cái váy len em bọc này. Xé đây. Cái váy lấy nhá. Cứ mặc cái nỉ đi, tôi kiểm này ạ. Em chào chị Nguyễn Kim Thoa, lâu quá rồi chị Thoa mua hàng. Đéo có. Chắc quá. Mẹ áo nâu à. Mẫu cao 1m6 nha em nhá. Em bắt đầu bản xong len nhá mọi người. Theo dõi livestream của em. Inbox cái bạn Như Quỳnh gì nhỉ? Em mở sổ tối qua có cái Nguyễn Như Quỳnh à? Bạn ấy bảo hỏi xem len nhiều lắm đấy. Mà bạn ấy vào xem đi, gộp đơn còn gửi hàng. Tối hôm qua cái gì Quỳnh ấy, tên có dài dài có 3 chữ. Váy nâu này. Có cho mình mặc. Đây là mặc ngược mà. Thôi mặc đúng không? Bảy mặc ngược. À mặc đúng ấy. Không đúng à? Đây. Đúng rồi. 150.000. Cái này 150k nhá. Sẻ trước mọi người mặc thêm với là chân váy ở bên trong nhá. 150.000 này. Đây ạ. Chất kiểu chất. Chất len. Ép. Chất len ép cực kỳ đẹp này. Kiểu chất đanh đanh lì lì. Rất là đẹp luôn nhá. Giá 150k này. Màu này mặc lên rất là tây. Đây là màu kiểu màu nâu đậm nhá. Màu nâu đậm 150.000 này. Màu nâu đậm 150.000 này. Ai lấy chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. 150k kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại nhá. Một trăm năm mươi k có ai chốt mẫu này không ạ? Xinh lắm luôn nhá, màu này rất là tây luôn này. 150.000. Mẫu này chỉ tầm dưới 55 cân đổ lại thôi. 55 cân đổ lại 150k nhá. 150k chị Ngân Hạnh. Ok cho chị Ngân Hạnh 150k nhá. Đây là váy chất len nét nhá. Váy chất đẹp lắm luôn, mình cam kết luôn. Lâu không xem nhớ. Lạnh rồi hỏng tiếp đây.
Chị ơi, đợt này len đẹp lắm luôn chị ạ. Đợt này về hàng len nỉ đẹp dã man luôn. 150k Lân này. Đẹp mà, cái chất nó đẹp lắm, len ép. Và cứ mặc đi nhá. Qua tiếp mẫu vải nhá, nói chung là nhiều vải xinh lắm mọi người ạ. À. Mọi người đừng rời livestream nhá, rất là nhiều mẫu vải len xinh. Mặc len này về đủ mặc cả mùa. Len nâu à? Còn con này cũng xinh này. Len nâu pha gen. Đây ạ, len nâu pha gen này. Len kiểu màu nâu cam nhá. Nâu cam pha tay gen với cả cổ gen. Mẫu này 58 cân đổ lại. Chất đẹp nhỉ? Đây chất đẹp. Chất đẹp lắm, 170.000 nhá. 170.000. 170k là chất cực kỳ đẹp luôn. 170.000 này. Giá này 58 cân đổ lại nhá mọi người. Ở dưới nó kiểu hơi ôm một tí rất là xinh luôn. Tay pha gen, cổ pha gen. Bạn mẫu đang mặc lồng chân váy với cả áo ở bên trong mọi người nhá. Con này quá đẹp luôn mà có 170 thôi, chất đẹp lắm, chất đẹp thật. Đây chất đây ạ. 170.000 này, chất len cực kỳ đẹp luôn cả pha gen nhá, rất là xinh luôn. Ai lấy con đây là 170. Kèm số điện thoại. Nhanh qua mẫu đi. Qua mẫu luôn nhá mọi người, ai lấy thì cứ chốt cho em. Em sẽ qua nhanh mẫu cho mọi người để mọi người chọn được từng mẫu một. Bán toàn linh cai tinh. 60 lượt chia sẻ. Không chơi mini game. 170.000 nhá. Ai là thì cứ chốt cho em sẽ qua mẫu khác luôn này. Cái này đẹp đấy. Đẹp. Cái đẹp đấy, qua gối đấy. Một cái váy nhá, ai thích dáng dài mặc cái này cực kỳ xinh luôn, chị, váy len ép. Chị áp con lê đấy, đang hỏi váy qua gối. Váy len ép màu nâu tây này. Cái này xinh lắm. Mọi em chào chị Phụng Mùi nhá. Tiếc thôi. Mọi người ơi, hôm nay nói chung là len đợt này đẹp mi mát luôn. Ai mà không xem, không lựa được quá tiếc. Mùa này đang rẻ. Này tay chị đang ngủ thành một cái vệt luôn. Vệt trắng tay. Vì bắt đầu buồn ngủ đấy. Mệt lắm. Và điều hòa lạnh rồi lạnh. Nóng. Tôi lạnh quá trưởng luôn đấy. Đây nhá, cái len nâu cổ 3 phân này. Đây là chất len nếp ở đây ạ. Chất len nếp nhá. Chất len nếp màu nâu tây cực kỳ đẹp luôn này. 160.000. Mẫu 4, 48 cân nhá chị nhá. Chị cứ nhìn theo mẫu của em với. Mà cái này dáng suông ấy ạ, mọi người không sợ bị rộng đâu. Em đang mặc cái bên trong này nhìn nó hơi bị phình phình ấy. Kiểu nhìn hơn nó cộng cộng một tí nhá. 160.000 nhá. 160k chất len nếp này đây ạ. Đằng sau nhá, chất len nếp cổ 3 phân mà chưa mặc cái này rất là ấm luôn. Chất cực kỳ đẹp này. Có ai mua không để phát lại mệt quá. 170k. À là 160.000. Bán buổi tối sướng thật. 160k nhé, cả M6 nhé mọi người. Chị Nguyễn Huyền chốt nhá. Đây bà mặc cái này này, mặc cái sao sao này. Nóng vãi. Nóng lắm á? Ừ, nóng cực. À len này ấm lắm luôn. 160 chị Nguyễn Huyền rồi ạ. Qua tiêm mẫu khăn này. Nói chung là áo len này mặc chỉ có ấm thôi mọi người ạ. Em mặc mấy cái mà toát hết mồ hôi luôn. 160 hết rồi nha mọi người, chọn sang mẫu khăn giúp em này. Cái nào nặng, cái nào tính thêm, bọc to quá thôi chứ không phải cái nào em cũng phải đúng, em hiểu không? Ví dụ, cái em bọc một bọc, ví dụ như hôm qua chị lấy bọc của chị Lan Mong nó quá to chứ không bọc bình thường chị... Năm nay chị thấy nó lằng nhằng chứ như mọi năm á, chị vẫn thử nó cũng to bình thường. Váy len mấy... ngôi sao nhá. Chất len này dày dặn lắm luôn này. Đây ạ, chất len này. Chất len nhá. Ngôi sao kiểu sắc nét luôn. Ấy thi thoảng mình sẽ bị năm đâu. Ấy luôn là váy. Thế là không cần phải cái gì. Trừ những đơn hôm qua chị thấy là lẽ phải chia. Mỗi ngày 58 cân đổ lại ạ. Cổ vào là 1 thì phải đang tăng cân nặng. Chứ còn trừ những đơn vẫn đóng được một bọc thì không cần đâu. Này ạ, cô len ép dày lắm luôn ấy. Dày cực kỳ luôn. Dày cực kỳ luôn ấy. 190.000 nhá. 190k len nét cực kỳ dày luôn này. Hơi rộng. Con này phải chị là to người hơn một tí nhá. 190.000 nhá, con này cực kỳ đẹp luôn, chất dày nhá. Dày lắm ấy. Cái này mọi người đậm người hơn một tí thì mặc kiểu sẽ đẹp hơn. Với cả đậm người mà mặc chất dày thì nó sẽ không bị lộ béo nhá. Mặc cực kỳ che người luôn. 190.000, ai lấy con men là 190 cho em, quá đẹp luôn này. 190k. Chất dày cực kỳ luôn ý. 190k kèm số điện thoại đi ạ. Này chất này. Phê luôn con này á, cao so phải 2 lít rưỡi là ít.
Màu này cũng rất là đẹp luôn, màu kiểu màu ghi rất là đẹp luôn. Tức là nếu trong cái phần phất đóng ra một cục ấy thì một tháng thì cân gian đun khoảng mấy đơn nó không vấn đề, nhưng mà những cái đơn mà không phải làm vào một cục, nếu hai cục thì bắt buộc em phải cục vào làm một trong buổi chiều. Ai lấy cho em 190k nhá, em sẽ qua luôn màu khác này. Dày lắm luôn, bạn mẫu nhà em mặc con này hơi rộng. Đẹp lắm mọi người ạ. Mẫu này 60 cân cũng vừa đấy. Bởi vì cái này rất là kiểu form rộng rộng nhá. Qua mẫu đi à ơi, qua mẫu đi. Xanh này. Chất đẹp nhờ. Con này dày dã man. Nóng. Tôi mặc vừa không? Tôi mặc hơi ngắn không? Tôi sợ bà chất mặc đẹp lắm này các chị ơi. Chất này. Dày như thế này cơ mà. Bầu mặc ngắn. Bảo sao có cái giá đấy, các chị cứ nhận đi. Ai nghi mua cái váy này 4 lít chứ không phải là 190.000. Này. Dày nhập. Dày vãi chứ. Cầm nặng tay luôn. Mẫu len kẻ màu xanh nhá. Mà cái ngôi sao là dễ mặc chứ. Hot mà, nó vẫn hot mà, vẫn đang hot. Đấy ạ, mẫu len kẻ này. Mẫu váy len kẻ nhá. Màu xanh vàng. Màu xanh kẻ vàng. Kiểu dáng xuân rất là dễ mặc luôn này. 165k nhá. Mẫu này có giá 165k này. Đây ạ, chất len này. Nói chung là chất len nhà em cam cực kỳ đẹp luôn rồi. Mọi người không phải lo đâu, em chất mới len dày. Len thì quá đẹp. Chị ơi, thế bây giờ em nói thật luôn, em không thể hiểu nổi. Người thì bảo mặc đi, không mặc thì lại bảo là không mặc. Cái gì, bà gì? Chị bảo ướm lên người thôi. Em cũng thích ướm lắm, đâu phải mặc, đỡ mất, đỡ mất công rồi. Áo mẫu mặc có bán em nhá. Ba tiền. 165k nhá. Ví dụ mà em rơi, mọi người sẽ bảo mặc đi. Cái này rơi không được. Đây. Cái áo vừa bạn mẫu mặc bên trong là 85.000. Cái váy này đẹp đấy. Cái váy len nhá, váy len này hơi kiểu ôm ôm một tí nhá. Váy len này kiểu ôm ôm màu rất là xinh. Size màu nhỏ thôi nhá. Cái này chỉ size S. Thank you Huỳnh Thủy Tiên. 54 cân đổ lại thôi nhỉ. 54 cân. Mỗi chỉ 54 cân đổ lại thôi mọi người ạ. Mẫu này có giá là 175.000. 175k đây ạ, mọi người nhìn chất này. Chất len cực kỳ đẹp luôn nhá. Màu này cũng cực kỳ xinh luôn, là kiểu lạ lạ nhá, rất là xinh nhá. Kiểu len của chị nhỉ, không qua nhá. Không còn mặc đâu, bán được. Không sao á. Lấy trong cái áo chữ. Lấy áo tôi mặc là áo chữ. Huỳnh Thủy Tiên à? Chị mệt lắm chứ, chịu. Không có lại lấy nhỉ. Áo đấy đâu ấy nhỉ, một tập mà. Chị Hoa Nắng có số điện thoại chưa ạ? Hoa Nắng với cả Huỳnh Thủy Tiên đều lấy. Hai cái nhưng đâu ấy. Tập một tập mà. Xem bên này có không? Đây. Này, Hoa Nắng với Huỳnh Thủy Tiên mỗi người một cái nhá. Cái này 170.000 này, màu cực kỳ lạ quá luôn nhá. Quá đẹp luôn ý. Trời ơi, không chốt để đấy. Còn cái của em đang mặc 165k có ai chốt không ạ? Cái đang mặc lại đi, tầm 58 cân đổi lại nhá.